Lộ hình ảnh Angelababy cãi nhau to với Huỳnh Hiểu Minh trong khách sạn. Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh là cặp vợ chồng vướng nhiều tin đồn ly hôn nhất showbiz. Mới đây, trên Weibo đang xôn xao hình ảnh được cho là Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cãi nhau căng thẳng. Nhiều blogger đã chia sẻ lại link bài báo của QQ trước đây đặt nghi vấn về vụ việc này, kèm theo ảnh chụp màn hình có nội dung: Huỳnh Hiểu Minh và bà xã cãi nhau to trong khách sạn, chắc chắn họ đã ly hôn rồi. Điều đáng nói, các blogger đưa tin lại chia sẻ bài viết đúng lúc mối quan hệ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh gặp căng thẳng. Mấy ngày qua, nam tài tử họ Huỳnh vướng vô số scandal ngoại tình, tiểu tam, thậm chí chủ động gặp gỡ tình cũ tại sự kiện và game show. Còn Baby đăng một bài viết gay gắt, khẳng định mình không chen chân vào chuyện tình trong quá khứ của chồng. Theo tường thuật của QQ, Huỳnh Hiểu Minh đã giận dữ với Baby. Cô và hắn ta có mối quan hệ gì? Baby đáp, anh nói quan hệ gì cơ? Quá nóng giận, Huỳnh Hiểu Minh thậm chí còn lấy tay đập tường. Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ, nhiều netizen đã để lại bình luận khẳng định rằng thực chất những hình ảnh được cho hai vợ chồng cãi nhau tại sân bay kia là cảnh hậu trường một bộ phim cả hai cùng đóng chung. Tuy nhiên, scandal của hai vợ chồng có thêm tình tiết mới. Trang Sina đưa tin, ngày 17 tháng 1 hôm nay là sinh nhật tròn 4 tuổi của bọt biển nhỏ, quý tử nhà Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh. Vậy nhưng những gì mà cặp đôi thị phi này thể hiện đang khiến người hâm mộ hoang mang cực độ. Trên Weibo, Huỳnh Hiểu Minh canh đúng 0 giờ 4 phút ngày 17 tháng 1 gửi lời nhắn cho con trai hình emoji miếng bọt biển và chiếc bánh sinh nhật, ngụ ý chúc mừng con trai năm nay đã lên 4 tuổi. Anh không hề đả động tới bà xã, Angelababy cũng không có bất cứ động thái chúc mừng con trên mạng xã hội cũng như trả lời bài viết của chồng. Còn nhớ năm ngoái, hai vợ chồng còn tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ trong giới. Sinet đặt câu hỏi liệu rằng hai vợ chồng liệu có xuất hiện chung vì con một lần nữa hay không. Suốt khoảng thời gian bên nhau, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh không tránh khỏi tin đồn ly hôn. Mới đây nhất, hành động thay đổi thông tin của Angelababy trên Weibo cá nhân đã khiến dân tình nghi ngờ nữ diễn viên đang ngầm thừa nhận việc hai vợ chồng đường ai nấy đi. Angelababy không còn nhận là vợ Huỳnh Hiểu Minh trên trang cá nhân. Sau hàng loạt lùm xùm xảy ra trong thời gian qua, mới đây Angelababy lại khiến cư dân mạng xôn xao khi có động thái lạ trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ diễn viên đã thay đổi thông tin cá nhân của mình trên Weibo cá nhân và không còn nhận bản thân là bà xã của Huỳnh Hiểu Minh. Theo đó, trước đây Angelababy từng ghi thông tin của mình là vợ của Huỳnh Hiểu Minh. Vậy nhưng giờ đây dòng chữ đó đã được nữ diễn viên thay đổi thành "Tôi là một thanh niên văn nghệ thích cười". Hành động này của Angelababy khiến nhiều người lo lắng. Trước việc Angelababy thay đổi thông tin cá nhân, không còn nhận là bà xã của Huỳnh Hiểu Minh, netizen đã không ngừng để lại lời bình luận, cho rằng nữ diễn viên đang ngầm thừa nhận chuyện ly hôn. Mặt khác, các fan cũng tỏ ra lo lắng vì thần tượng có động thái bất ngờ. Song theo họ, trừ khi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận, bằng không, fan vẫn nhận định cặp đôi đang hạnh phúc bởi trước đó, đằng trai đã lên tiếng bảo vệ vợ sau lùm xùm tiểu tam. Thực tế, tin đồn Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn không phải mới xuất hiện ngày 1 ngày 2. Cặp đôi đã bị đồn đoán từ khá lâu và các bằng chứng liên tiếp được tung ra. Đến nay, động thái mới của Angelababy càng khiến netizen tin rằng cô cùng chồng đã sắp công khai ly hôn. Còn bạn nghĩ sao về động thái này của Angelababy?